Quay về hãng Gucci một chút thì hãng này là một sản phẩm thuộc tập đoàn L'Oreal của Pháp. Sản phẩm này thì hiện tại đã được chính thức phân phối tại Việt Nam, thế nên là các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở các cái sàn thương mại điện tử ở phần mô. Các bạn có thể tìm đến các cái store của hãng nữa. Thế nên là cái sản phẩm của Gucci thì bây giờ được phân phối khá là phổ biến rồi. Mình sẽ giải nghĩa một chút về các cái thông số trên sản phẩm này trước nhé. Cái SPF 50 ở đây có nghĩa là cái sản phẩm kem chống nắng này. Cái thông số SPF 50 này thì có ý nghĩa là có thể bảo vệ da của bạn khỏi tia UVB trong vòng 500 phút. Nhưng mà thực ra thì cái chỉ số này nó cũng hơi mang tính kiểu chỉ để tham khảo đấy. Tại vì nó còn tùy thuộc vào cái hoạt động trong ngày của các bạn nữa. Nếu mà các bạn hoạt động nhiều ngoài trời hay đi ra ngoài nắng thì nên là bôi kem chống nắng lại sau 2 tiếng. Ngoài ra các bạn có thể thấy là ở trên sản phẩm này họ không đề cập đến cái chỉ số các bạn thử nghe là PA cộng cộng ấy. Thì thực ra là họ có đề cập đấy, nhưng mà họ để ở dưới một cái ký hiệu dạng khác. Đấy là cái UVA mà có cái khoanh tròn ở đây này. Các bạn có thể hiểu là cái UVA ở trong cái biểu đồ hình tròn ý, thì nó biểu thị cho việc là cái sản phẩm ấy có thể bảo vệ da của bạn khỏi tia UVA bằng tối thiểu ít nhất là bằng 1/3 cái chỉ số chống nắng của SPF. Như sản phẩm này có SPF là 50 thì PFA hay còn gọi là khả năng chống tia UVA sẽ là vào khoảng 17, tương đương với PA 4+. Với hai chỉ số chống nắng là SPF 50 và PA 4+ ấy, thì mình thấy cái sản phẩm này chống nắng khá là ok. Cái sản phẩm này như hãng nói thì dành cho các bạn da dầu, da nhờn, và nó là một sản phẩm kem chống nắng light giữa hóa học và vật lý. Tuy nhiên thì mình thấy trong bảng thành phần của em này thì nhiều các cái thành phần kem chống nắng hóa học hơn, và chỉ có một thành phần kem chống nắng vật lý duy nhất nằm ở cuối bảng thành phần, đấy là titanium dioxide. Thì đối với mình thì nó sẽ là một sản phẩm kem chống nắng hóa học hơn. Vậy nên là các bạn vẫn cần phải bôi cái kem chống nắng này 20 phút trước khi ra ngoài đường nhé. Ngoài ra thì em này cũng có một cái thành phần, một cái màng chống nắng độc quyền của nhà L'Oreal, đấy là Mercury. Đây, mình sẽ để tên đây này. Cái màng lọc đấy thì nó sẽ có cái tính chất đấy là nó ổn định hơn trước cái ánh nắng mặt trời. Thế nên là phần nào đấy nó sẽ khiến cho cái việc chống nắng nó được mạnh mẽ hơn, ở trên da bạn lâu hơn so với các cái loại thành phần chống nắng khác.